Sau 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7, triển khai tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên, theo nghị quyết 21 của Chính phủ, toàn tỉnh đã có trên 400 người được tiêm chủng. Đây là những trường hợp đã được tiêm phòng mũi 1, có thời gian tiêm cách mũi 2 đảm bảo từ 8 đến 12 tuần. Điểm tiêm chủng được bố trí đảm bảo theo quy tắc một chiều của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các khâu từ khu vực chờ, khai báo y tế, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, phòng theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. Qua đánh giá bước đầu, chỉ có 9 người có phản ứng thông thường sau tiêm như sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt, không ghi nhận phản ứng nặng. Ngành Y tế Ninh Bình phấn đấu tiêm mũi 2 cho nhóm đối tượng ưu tiên xong trước ngày 15 tháng 7. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10.365 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 422 người được tiêm mũi 2.